Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Đất Sư Vlog. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh mình trong thời gian vừa qua. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một ngôi đình cổ tại huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Nằm cạnh dòng sông Cái Tàu Hạ Hiền Hòa là tuyến đường huyết mạch đi từ Vĩnh Long lên Đồng Tháp cũng như tỉnh An Giang. Dòng sông tấp nập bởi những chuyến ghe lúa, ghe trái cây và cùng các ngư dân đánh bắt cá trên dòng sông này đã tạo cho khung cảnh của ngôi đình thần càng mát mẻ và thiêng liêng hơn. Bên sông là xã Cù Lao, An Hiệp với vườn trái cây Trù Phú, Trĩu Quả. Trong tương lai nếu như có thể khai thác mạnh thì sẽ là điểm du lịch sông nước miệt vườn phát triển cho Châu Thành, Đồng Tháp. Thật không sai với câu cây đa, bến nước, sân đình. Khung cảnh nơi đây đã cho tôi cảm giác thật bình yên cùng với nét đẹp bình dị mà không một chốn phồn hoa đô thị nào mang đến được. Đối với một người yêu sông nước thì bến sông tại ngôi đình này là một địa điểm hết sức thú vị mà chúng ta nên đến một lần. Quay lại lịch sử của ngôi đình có bề dày hàng trăm năm tuổi, trước đây, theo lời kể của các bậc tiền nhân ở đây, thì vào đầu thế kỷ 19, ông Thiều Quang Lộc là người địa phương đã vận động nhân dân trong làng đóng góp tiền của để xây dựng ngôi đình thờ thần Thành Hoàng. Sau đó, ngôi đình đã được ông Võ Thế Lực đứng ra quyên góp tu bổ thêm khang trang. Năm Tự Đức Ngũ Niên, 1852, đình được vua ban sắc phong Thành Hoàng bổn cảnh. Đến năm Bính Dần, 1903, đình được di dời và trùng tu một lần nữa do bị nước xoáy mòn và được giữ gìn nguyên trạng như vị trí ngôi đình hiện nay, nhờ những hàng cây cổ thụ và gió sông Sa Đéc ở phía trước mặt. Sông Cái Tàu Hạ bên hông nên không gian bao bọc ngôi đình luôn thoáng mát. Đình Phú Hữu có kiến trúc và trang trí nội thất khá độc đáo, gồm các hạng mục công trình, bình phong, đài sen, nghi môn, miếu ngũ hành, miếu ông hổ, miếu thần nông, miếu bà chúa xứ, đình thờ thần Thành Hoàng, hạng mục chính và nhà khách hàng năm. Đình Phú Hữu diễn ra các lễ cúng chính là lễ Hạ Điền ngày 17 tháng 6 âm lịch, lễ Thượng Điền ngày 17 tháng 9 âm lịch, lễ Chạp Miễu ngày 17 tháng 12 âm lịch, được sự quan tâm của chính quyền địa phương. Di tích Đình Phú Hữu được thường xuyên tu bổ, gìn giữ làm nơi sinh hoạt thỏa mãn đời sống tâm linh của người dân, giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn cho các thế hệ con cháu. Ngày 18 tháng 12 năm 2009, Đình Phú Hữu được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định xếp hạng di tích quốc gia tại quyết định số 4705/QĐ-BV-HTTDL. Đình Phú Hữu cùng với các di tích lịch sử văn hóa trong tỉnh sẽ góp phần làm giàu thêm kho tàng di sản văn hóa của cả nước. Cảm ơn các bạn đã xem. Nếu thấy hay thì hãy cho mình một like và đăng ký cho kênh mình nhé. Cảm ơn các bạn nhiều. Chúc các bạn một ngày vui vẻ hạnh phúc bên gia đình và người thân.